Bản tin quốc tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Mỹ bàn riêng với Ukraine về việc sử dụng tên lửa để tấn công Nga. Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine tấn công dân thường ở Kursk. Israel báo động cao nhất về cuộc tấn công của Iran Hezbollah. Liên quân Anh-Mỹ tấn công thành trì của Houthi ở Yemen. Mỹ bàn riêng với Ukraine về việc sử dụng tên lửa để tấn công Nga. Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận ngoại giao riêng với Ukraine về khả năng sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa nhằm tấn công các căn cứ quân sự của Nga, theo tuyên bố của Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Vedran Patel. Tôi sẽ không nói chi tiết về diễn biến thảo luận ngoại giao riêng tư với những đối tác Ukraine của chúng tôi, ông này nói với các phóng viên tại buổi họp báo khi được hỏi phải chăng đến lúc cởi trói tay cho Ukraine tự do tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa ATACMS vào những căn cứ quân sự của Nga. Phó phát ngôn viên Patel cũng nói thêm rằng hiện tại chính sách của Washington về việc sử dụng ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga vẫn không có gì thay đổi. Hồi giữa tháng 7, Đồng Đông Góc tuyên bố Mỹ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ để giáng đòn tấn công sâu vào Nga, song để ngỏ chính sách đó có thể thay đổi. Sau đó, hãng tin AP đưa tin chính quyền Kiev đang gây áp lực với Washington nhằm dỡ bỏ lệnh cấm sử dụng ATACMS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Moscow cho rằng việc cung cấp vũ khí cho Ukraine sẽ cản trở việc giải quyết khủng hoảng và lôi kéo các nước NATO trực tiếp tham gia cuộc chiến. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov lưu ý bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí dành cho Kiev đều trở thành mục tiêu hợp pháp để quân Nga tấn công. Theo lời ông, Mỹ và NATO hiện đang trực tiếp tham gia cuộc chiến, không chỉ cung cấp vũ khí mà còn đào tạo nhân lực cho Kiev ở Anh, Đức, Italy và các nước khác. Tổng thống Putin cáo buộc Ukraine tấn công dân thường ở Kursk. Bất kỳ hòa đàm nào với Ukraine đều không thể thực hiện chừng nào nước này còn tiến hành các cuộc tấn công vào dân thường và đe dọa các nhà máy điện hạt nhân, Tổng thống Nga Putin tuyên bố. Phát biểu tại buổi họp với những quan chức cấp cao ngày 12 tháng 8, Tổng thống Putin đã đề cập đến cuộc xâm nhập gần đây của Ukraine vào khu vực biên giới Kursk, cũng như cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã gây hư hại cho nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Nga. Ông Putin cho rằng các hành động gần đây nhất của Ukraine cho thấy lý do tại sao nước này từ chối xem xét lại các kế hoạch giải quyết xung đột dựa trên đề xuất của Nga hoặc lộ trình do các bên trung lập đưa ra. Rõ ràng, đối phương dựa vào sự giúp đỡ từ những ông chủ phương Tây đang nỗ lực cải thiện vị thế đàm phán của mình trong tương lai. Nhưng làm sao chúng ta có thể nói với cuộc đàm phán và những kẻ tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường, cơ sở hạ tầng dân sự hoặc cố gắng đe dọa các cơ sở năng lượng hạt nhân, ông Putin nhấn mạnh. Tổng thống Putin tuyên bố một trong những mục tiêu chính của Kiev ở Kursk là chuyển hướng sự chú ý khỏi Donbass, nơi các lực lượng Nga đã liên tục giành được nhiều thắng lợi trong tháng gần đây. Những kết quả là gì? Tốc độ của các chiến dịch tấn công không những không chậm lại, ngược lại còn tăng gấp rưỡi. Bằng cách tấn công vào vùng Kursk, Ukraine cũng tìm cách làm suy yếu tinh thần của người dân Nga, nhưng lại đem lại kết quả ngược lại. Tổng thống Putin nói, lưu ý rằng có thêm nhiều tình nguyện viên tham gia quân đội và bảo vệ biên giới. Mục tiêu chính của Moscow tại giai đoạn này là đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi lãnh thổ Nga. Đối phương sẽ nhận được phản ứng xứng đáng. Tất cả những mục tiêu của chúng ta chắc chắn sẽ đạt được. Ukraine đã phát động cuộc tấn công vào vùng Kursk hồi tuần trước. Đây là cuộc tấn công xuyên biên giới lớn nhất kể từ khi cuộc chiến nổ ra. Và những báo cáo trên phương tiện truyền thông cho rằng cuộc tấn công có sự tham gia của một số lữ đoàn được trang bị tốt nhất của Kiev. Trong khi lực lượng Ukraine đạt được một số thành quả, Bộ Quốc phòng Nga cho hay cuộc tấn công đã bị chặn lại. Quân đội Nga ước tính thiệt hại của Kiev vào khoảng 1.600 quân và 200 xe bọc thép. Moscow cũng cáo buộc Kiev phát động cuộc tấn công vào máy bay không người lái và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia của Nga, làm hư hại một trong những tháp làm mát của nhà máy. Israel báo động cao nhất về cuộc tấn công của Iran Hezbollah. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chủ đốc Daniel Hagari, một lần nữa tuyên bố vẫn chưa có thay đổi nào đối với những hướng dẫn khẩn cấp dành cho dân thường, ngay cả khi có thông tin cho rằng vụ tấn công của Iran vào Israel sắp xảy ra. Ông Hagari khẳng định quân đội đang trong báo động cao nhất về một cuộc tấn công tiềm tàng từ Iran hoặc Hezbollah ở Liban. Trong những ngày gần đây, chúng tôi đang theo dõi kẻ thù của mình và những diễn biến tại Trung Đông, đặc biệt là Hezbollah và Iran, ông Hagari nói trong buổi họp báo ngày 12 tháng 8. Ông cho biết lực lượng không quân Israel đã tăng cường tuần tra trên bầu trời Liban để phát hiện và ngăn chặn các mối đe dọa. Chúng tôi xem xét nghiêm túc các tuyên bố của kẻ thù và do đó đã chuẩn bị ở mức độ sẵn sàng cao nhất để phòng thủ và tấn công, Hagari tuyên bố. Hagari cho biết không có thay đổi nào đối với các hướng dẫn của Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa và nếu có,
chúng tôi sẽ cập nhật ngay lập tức. Cùng ngày, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói với các phóng viên, chúng ta phải chuẩn bị đối phó với một loạt các cuộc tấn công nghiêm trọng. Chúng tôi chia sẻ những lo ngại và kỳ vọng giữa những người đồng cấp Israel về thời điểm có thể xảy ra, có thể là tuần này, ông Kirby nói thêm. Bình luận của ông Kirby được đưa ra khi Mỹ đang điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay và một tàu ngầm tên lửa dẫn đường đến khu vực để thể hiện sự ủng hộ đối với Israel. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Mỹ Biden đã nói chuyện với nhà lãnh đạo của Pháp, Đức, Italy và Anh để thảo luận về việc giảm căng thẳng tại Trung Đông và lệnh bắn ở Gaza. Phát ngôn viên của Nhà Trắng tuyên bố, trong một tuyên bố chung, Nhà Trắng công bố, lãnh đạo của cả năm quốc gia cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel trước bất kỳ mối đe dọa nào từ Iran. Các nhà lãnh đạo cho biết họ tán thành lời kêu gọi từ Mỹ, Qatar và Ai Cập về việc nối lại các cuộc đàm phán và lệnh ngừng bắn tại Gaza để hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn con tin càng sớm càng tốt. Liên quân Anh-Mỹ tấn công thành trì của Houthi ở Yemen. Ngày 12 tháng 8, Anh và Mỹ đã thực hiện một cuộc không kích chung vào đảo Kamaran ở tỉnh Hodeidah của Yemen. Hòn đảo này là thành trì của nhóm chiến binh Houthi. Theo hãng thông tấn IRNA, hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại. Cuối tháng trước, máy bay chiến đấu của Mỹ và Anh cũng tấn công sân bay quốc tế Hodeidah. Các quan chức địa phương cho biết máy bay chiến đấu của Anh và Mỹ ném bom sân bay này 4 lần. Yemen công khai tuyên bố ủng hộ cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại sự chiếm đóng của Israel kể từ khi nhà nước Do Thái mở chiến dịch quân sự tại Gaza từ tháng 10 năm ngoái. Các lực lượng vũ trang Yemen tuyên bố sẽ không chấm dứt các cuộc tấn công vào Israel chừng nào các cuộc tấn công trên bộ và trên không của Israel vào Gaza chưa chấm dứt. Theo truyền thông phương Tây, lực lượng Houthi là một phần của cái gọi là trục kháng chiến. Đó là một liên minh chống Israel và chống phương Tây của các nhóm quân khu vực gồm Hamas, Hezbollah, Houthi được Iran hậu thuẫn. Liên minh do Ả Rập Xê Út đứng đầu cáo buộc Iran vũ trang và huấn luyện cho nhóm Houthi, song cả Iran và nhóm phiến quân này đều phủ nhận. Thời gian qua, Houthi tiến hành nhiều cuộc tấn công nhằm vào các tuyến đường biển ở Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ đối với người Palestine và nhóm Hamas, lực lượng đang nắm quyền tại giải Gaza. Nhóm này tuyên bố tấn công vào các tàu liên quan tới Israel ở Vịnh Aden, Biển Ả Rập, Ấn Độ Dương và Biển Địa Trung Hải. Cuộc tấn công của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải chuyển hướng sang các hành trình dài hơn, tốn kém hơn quanh miền Nam châu Phi. Mặc dù Houthi tuyên bố chỉ tấn công tàu bè liên quan tới Israel, Mỹ và Anh, nhưng các nguồn tin trong ngành vận tải biển cho biết tất cả các tàu đều có thể gặp rủi ro